Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay là Tiến Bimbi là vừa về được hai đôi loa DK. Theo các bác rất thích dòng DK, cái chất âm nó lại quá hay rồi. Thôi tôi về được hai đôi nhá. Màu đen đen xám các bác nhá, chứ không phải màu đen phì rồi. Màu đen xám. Còn đây đằng sau nó này. Lô DK 120F này. 300W, 600W, 1200W. Đó, mã vạch rồi. Và công tắc có lát và vuốt này. Đó. Các bác, hàng này làm cực dày, thùng cực dày các bác nhé. Đây mặt trước đây. Vẫn nguyên xì, tôi cạy thử bằng con, khó cạy quá, nó bị bong bong bất động cái bách. Đó. DK đăng ký, hay làm sao quá. Vào đây. Đây là mặt trước của loa. Đó các bác. Đây là tép nha, tép nó in chìm luôn DK audio luôn này các bác nhé. Đây, vừa tháo ra vì nó lâu quá nó hơi khó tháo. Đó, nó thấy khủng không, cực khủng luôn, riêng tép nó cực khủng luôn. Rồi các bạn, không chê một điểm gì, quá to. Còn phân tần con này là cực gấu luôn các bác nhá. Phân tần con này nó vuông to, vuông 20-20 các bạn. Đó, đây là loa bát các bác nhá, đây là loa bát nhá. Made in Henan, cọc này bằng đồng các bác nhá. Các bác nhìn đông mà nó ai luôn, chứ không có như bằng nghĩ lốc nhất. Nhưng mà hàng DK nó làm thì rất khôn, các bác không phải nghĩ rồi. Từ em này cũng phải rơi đồng 17, từ chất lượng con này 17. Nó được phân tài quá khủng chưa. Nó cũng là của DK, là nó cũng tin DK này các bác này. DK này ASBA 20 rồi. Đây các bác. Vuông 20, con này vuông 20 phân. Phân tần nó đây. Từ đây đến thành đây. Đó, vừa ngang tay 22 phân. Có tính 20. Đó, các bác nhìn thấy khủng chưa? Cực khủng. Đây, là vùng audio DK hết. Hàng chính hãng Enan, Made in Enan hết rồi. Đây các bác nhìn như này là nó đúng chiều nó hơn này. Đó. To được các bác, cực to luôn. Con này là tép thường, nó chiếc tép này còn là tép thường không nhá. Một tép này thì cực khủng luôn rồi. Thùng nhức thì nó đóng chắc chắn lắm, nó không có như thế. Đấy, các bác nghe tiếng thùng biết. Thôi còn kháng gì à. Đây là bông thủy tinh các bác nhá, giống như trước nhá. Đây là những cái răng này. Đấy. Bây giờ mới cạnh là đầu tiên. Cực ngầu. Đó. Đây là sau bít nha các bác nha. Đó. Thùng chắc lắm các bác, không như thùng bộp bộp như các bạn, cái thùng khác đâu. Thằng này đóng hơi cực kỳ luôn. Đây các bác. Cái tem DK này còn chưa có bóng cái bóng đâu này. Nó mới mức độ chưa có một mất bóng con này. Đấy. Cực mới nha, hàng cực mới luôn các bạn. Vừa về xong. Không không không. Đó quá. Đây các bác nha, kể cả cái chân đế ở dưới loài là nó là DK hết. Đó, DK audio. DK audio. Các bác yên tâm một điều là không phải nghĩ. Cổ tem này nó dày vô độ như này, các bác nhìn nó dày chưa? Cực dày. Quá khôn. Đây là loa bát các bác nhé. Cái bằng đồng nhá, đồng đúc, đồng đặc nhá, không cần làm cái tình cái inox của các bác.
Đây nó bát đấy, thì nói chung là nó số CD nó như con trước mà. Đây. Số nguyên một. Đây mặt trước. Con này mặt hai gân, con này là gân vải nhá, gân dầu nhá. Hai lượt nha. Con trước là gân tết. Tiếng bát con này uy lực hơn con trước thì tiếng tép bay hơn thôi, không mà tiếng bát không bằng con này được. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lấy thì là liên hệ luôn với cả Tiến BNB. Đây mình rất nhiều các bác hôm hỏi no DK. Thì đây tôi vừa về xong thôi, thì quay clip lên cho các bác xem. Nếu bác lấy thì là liên hệ với Tiến BNB nhá, theo số điện thoại là 0948 388 448. Tin nhắn này là 0948 388 448. No DK đúng không anh? Hàng cực khổ, không thể chê một điểm nào. Có to vuông 20 phân, phân tản đúng không ạ? 20 phân vuông nhé. Hai phân vuông. Hàng này nó làm không chê một điểm nào. Dây dựa rất to. Đây, có những cái dây này. To chưa? Cực to. Vâng, xin chào các bác nhé. Nếu mà bác nào mà có lấy loa DK thì liên hệ với cả Tiến BNB theo số điện thoại tôi vừa nhắc trên nhé. Vâng, xin chào các bác.